Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao and Baguette, 714-617-5611. Michelle Steele, cho chức vụ dân biểu liên bang. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Hồi nãy thì đang nói đến cái chuyện mà sinh viên sẽ trở lại trường học vào ngày mai. Đối với các trường ở California thôi, liên quan đến cái này thì cũng có một cái đề nghị, do cái dịch Covid-19 đó vẫn chưa ngưng. Thành ra hôm trước nói rằng là Orange County, cái tiến trình mà từ cái khu vực mà có cái mức Covid là khu vực màu đỏ sẽ chuyển sang màu cam, có nghĩa là giảm hơn, nhưng mà cái tiến trình đó có thể sẽ bị hoãn lại trong một thời gian, bởi vì vào những ngày vừa qua thì người ta lại thấy cái chuyện mà nhiễm Covid nó có chiều hướng nó tăng lên một chút, cho nên cái chuyện đó có thể giảm lại. Và vì như vậy cho nên là thống đốc California lại ra một cái đề nghị là nhắc nhở cư dân nhớ phải chích ngừa ở trong cái mùa cúm sắp tới. Đặc biệt nữa là trong cái mùa cúm sắp tới này, người ta nói rằng là khi mà có hai cái dịch cùng một lúc đó thì sẽ có nhiều người mắc phải bệnh hơn, nó vừa cúm mà nó vừa là Covid-19. Cho nên quận Cam dưới sự điều hành đặc biệt nữa là của Andrew Đỗ, giám sát viên, đang đề nghị là chúng ta có 4 cái nơi được chích ngừa cúm miễn phí trong thời gian sắp tới từ tháng 10. Thì theo như bản tin đó, thì thưa quý vị, từ ngày 8 tháng 10 đó thì sẽ có một cái buổi chích ngừa miễn phí tại Saddleback College, trường đại học Saddleback. Rồi tới ngày 17 tháng 10 thì là tại công viên My Square Park cũng sẽ có chích ngừa cúm miễn phí. Tới ngày 24 tháng 10 tại Anaheim Convention Center, và tới ngày 30 tháng 10 thì có một cái buổi chích ngừa miễn phí nữa, chích ngừa flu, chích ngừa cúm tại OC Fair and Event Center, ngay cái chỗ đường gần trường đại học Orange Coast College. Cho nên nếu quý vị nào mà muốn chích ngừa cúm miễn phí để chúng ta vừa đề phòng cúm và vừa đề phòng Covid-19 luôn, thì quý vị có thể đến một trong 4 cái nơi này. Đó là thứ nhất là Saddleback College nè, ngày 8 tháng 10. Rồi ngày 17 tháng 10 là tại công viên My Square Park. Rồi tại Anaheim Convention Center là ngày 24 tháng 10, và ngày 30 tháng 10 là tại OC Fair. Thì đó là 4 cái địa điểm mà sẽ được chích ngừa cúm miễn phí. Nhắc đến cái vấn đề mà Covid-19 đó, thì thị trưởng của New York là ông De Blasio đó, ông vừa cho biết rằng là người dân ở New York nếu đi ra đường mà không đeo khẩu trang thì sẽ bị phạt. New York là một trong những cái nơi mà trong những ngày đầu của đại dịch Covid-19, những con số về người bị lây nhiễm, người chết nó kinh khủng lắm. Trong những ngày, trong 7 ngày vừa qua thì người ta đo lường được cái mức mà cái người mà được vô bệnh viện nè, bị vô bệnh viện vì Covid-19, cũng như số người dương tính với Covid-19 đó đã quá con số 3%. Ngày nào cũng 3% như vậy, thì đây là con số đáng báo động. Vì thế cho ông thị trưởng của New York đã ra một cái lệnh là phải đeo khẩu trang khi đi ra đường. Người nào không đeo khẩu trang thì sẽ bị phạt. Không cho biết là con số tiền bị phạt là bao nhiêu, nhưng mà các cơ quan y tế ở New York đó, mới đầu họ dự định là phát khẩu trang miễn phí cho những người nào đi ra đường mà quên khẩu trang. Nhưng mà cái việc làm đó nó cũng gặp nhiều cái sự chống đối. Có nhiều người nói tôi không đeo khẩu trang, tôi không thích đeo khẩu trang. Đó, cho nên những người nào mà từ chối nhận khẩu trang mà không đeo khẩu trang thì sẽ bị phạt. Giống như New York thì trong vài tuần vừa qua có những cái tiểu bang đã thấy những con số về Covid-19 nó tăng vọt lên. Thí dụ như là North and South của Dakota, của Missouri, của Wisconsin, của Nebraska, những con số nó lên kinh khủng. Cho nên người ta nói
đừng coi thường COVID-19 này, nó vẫn còn ở đó đó. Tức là nếu chúng ta sơ hở, chúng ta không có đề phòng kỹ thì con số này nó lại gia tăng trở lại. Cũng giống như là Ngọc Lan hồi nãy nhắc đó, là quận Cam chúng ta đang là trông chờ lắm. Từ màu tím qua được tới màu đỏ nó dễ thở hơn một chút, rồi màu đỏ nó qua được tới màu cam thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội, những cơ sở thương mại được mở ra hơn. Nhưng mà cái tiến trình mà từ màu đỏ qua màu cam nó bị khựng lại rồi. Cho nên cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn đang ở trong cái mức màu đỏ. Cho nên không có nhiều những cái cơ sở thương mại được mở ra rộng rãi hơn như là dự tính trước đây. Hồi nãy anh Trường đang có nói đến cái chuyện mà chích ngừa cúm miễn phí ở tại 4 địa điểm vào tháng 10 này. Thì cũng ở cái địa hạt Orasauti, địa hạt 1 là do giám sát viên Andrew Đỗ phụ trách đó. Đã kết hợp cùng với lại Hội Chữ Thập Đỏ và trường Magnolia Science Academy ở Santa Ana tổ chức một cái buổi kêu gọi hiến máu cũng vào tháng 10, đó là ngày 6 tháng 10, thứ ba ngày 6 tháng 10, thời gian là từ 12 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều. Thì trong thời gian qua nói rằng là cái người Mỹ đó họ cần cái hiến máu rất là nhiều, cứ mỗi thống kê cứ mỗi 2 giây lại có người cần được hiến máu. Nhưng mà trong suốt cái thời gian đại dịch COVID-19 vừa qua thì cái số lượng mà người hiến máu lại rất là thấp, rất là ít. Thành ra là vào ngày thứ ba 6 tháng 10 thì một cái cuộc kêu gọi hiến máu được đưa ra ngay tại trường Magnolia Science Academy ở Santa Ana. Thì quý vị mà muốn hiến máu á, thì quý vị sẽ vào trong cái website của cái nơi này để mà mình ghi danh trước. Đó là cái website của redstartblood.org, nhập cái mã code vô là MSASA, rồi theo cái hướng dẫn đó để mà mình có cái giờ hẹn để mà hiến máu. Và cái địa điểm hiến máu là tại cái phòng học thể dục của cái trường Magnolia Science Academy. Những máu mà được hiến đó, người ta nói là đều được xét nghiệm COVID-19 hết. Và riêng với những người nào đã từng bị COVID-19 và nay đã hồi phục thì cái máu đó lại càng hữu hiệu hơn, quan trọng hơn để dành cứu những cái người mà đang bị COVID-19. Bởi vì ở trong đó nó đã có cái kháng thể đối với lại COVID-19 rồi. Thì đó là một cái thông báo nữa dành cho những người nào mà quan tâm đến cái chuyện mình muốn có một cái hành động gì đó cụ thể và thiết thực để giúp góp phần giúp cho người dân ở đây. Như vậy thì có hiến máu nè, rồi có chích ngừa flu nè. Thế thì cư dân ở tại quận Cam mình cũng được ưu đãi, cũng được có những cái sự chăm sóc đặc biệt. Và như Ngọc Lan nói là cái tuần lễ mà ngày 6 tháng 10 đó thì là hiến máu ha. Thì cuối tuần đó thì cũng có một cái chương trình nữa, nó gọi là hội chợ y tế miễn phí. Do giám sát viên Andrew Đỗ cùng phối hợp với lại tổ chức Hồng Thập Tự nè, rồi cũng nhiều tổ chức khác nữa, các hội y sĩ và vân vân, thì tổ chức một cái chương trình gọi là hội chợ y tế miễn phí. Tôi không có nhớ rõ, tại vì tôi đọc thoáng qua mà tôi không nhớ là từ mấy giờ tới mấy giờ mà ở đâu. Cho nên nhắc cùng với quý vị là nếu quý vị đọc báo thì quý vị cũng nên để ý tới cái chi tiết đó. Đó là cái hội chợ y tế miễn phí vào cái tuần trung tuần của tháng 10, tức là cái cuối tuần của ngày 12, 13 gì đó của tháng 10 và cuối tuần, để có một cái chương trình nếu chúng ta cần đi xét nghiệm hay là chúng ta cần đi gặp và gỡ các vị y sĩ để hỏi một cái câu hỏi gì đó về vấn đề sức khỏe đó, thì quý vị nhớ là chúng ta cũng sẽ có một cái hội chợ y tế miễn phí cuối tuần trung tuần tháng 10. Hồi nãy thì đang có nhắc đến cái chuyện mà Orange County, thay vì mình đang giống như nhấp nhấp cái chân để bước từ cái vùng màu đỏ sang màu cam, có nghĩa là nhiều cái cơ sở thương mại, nhiều cái sinh hoạt sẽ được mở rộng hơn, nhưng mà bây giờ nó bị khựng lại. Rồi ngày hôm qua thì lại Disneyland lại đưa ra cái thông báo cho biết rằng là họ lại lay off 28.000 nhân viên. Cái con số rất là kinh khủng, 28.000 nhân viên sẽ bị lay off. Thì đa số những cái nhân viên này đều là nhân viên làm bán thời gian. Cũng tất cả cũng đều do ảnh hưởng từ COVID-19 mà thôi. Từ COVID-19 thì ai cũng biết là từ tháng 3 thì là Disneyland cũng đã phải đóng cửa như bao nhiêu nơi khác. Như vậy thì cái doanh thu của họ nó giảm xuống đến mức mà trên 90%. Và trong cái thời gian qua đó thì
Disneyland vẫn phải trả lương cho một số nhân viên mà full time để giống như họ giữ những nhân viên này lại. Tuy nhiên ngày hôm qua thì cái tin mà Disneyland sẽ sa thải 28.000 nhân viên cũng đã gây xôn xao cho rất là nhiều người, bởi vì ngay cả trong cộng đồng Việt Nam của mình mà người làm ở Disneyland nó rất là nhiều. Chúng ta nhìn Disneyland thì thấy ở đây ai đi đến cũng biết rồi, nơi đó cũng là cái nơi đã giúp đỡ cho nhiều những sinh viên có được việc làm trong thời gian đi học để mà có thêm thu nhập, giúp đỡ cái quá trình học của mình. Thì bây giờ với cái đại dịch này nó vẫn tiếp tục như vậy, mặc dù đã hơn 6 tháng rồi, điều đó hoàn toàn không dễ dàng chút nào cho nhiều người. Bởi vậy thôi với quý vị, Disneyland á, nhân viên của họ rất là đông. Tại vì khi quý vị vào trong Disneyland á, quý vị thấy từ cái người soát vé, người bán vé tới những người hướng dẫn, những người làm những cái trò vui, mặc những cái đồ con thú này kia, rồi những người dọn dẹp đi cứ cầm cái chổi đi quét rác ở trong Disneyland thôi một ngày. Cho nên nhân viên của họ rất là đông, mà gặp đại dịch như vậy đó thì thấy lay off, tức là trước đây đã sa thải một số nhân viên rồi tạm thời, nhưng mà bây giờ thì thông báo mới thì là tới 28.000 nhân viên sẽ bị sa thải tạm thời nữa trong cái dịch Covid-19 này. Thì rõ ràng đây là một cái sự thất thu lớn nhất của thành phố Anaheim, nơi mà có Disneyland. Không biết là một ngày bao nhiêu là ngàn người vào trong Disneyland, rồi tiền vé, tiền đóng thuế của Disneyland cho thành phố, cho tiểu bang. Như vậy thì có phải nói rằng là Covid-19 đó, cái nền kinh tế của từng địa phương một. Chúng ta ở đây có North Berry Farm, Disneyland, công viên nước, ở Garden Grove, nhiều chỗ sẽ không có đóng được tiền thuế cho cái năm 2020 này. Như vậy thì tiền thất nghiệp, là tiền thuế, nè, tiền Covid-19, nè, bao nhiêu tiền nó cộng lại. Cho nên chúng ta năm 2000, người ta nói là năm Tý đó, mình sẽ không có làm ăn gì được hết, mình sẽ trốn chui trốn nhủi. Mà qua tới năm Trâu là năm sau đó, mình sẽ làm hết sức mình sẽ cày hết sức để lấy lại những gì đã mất. Thì năm sau là năm Tân Sửu ha, Tân Sửu 2021, năm Con Trâu, mình sẽ làm lại nhiều hơn. Thì chính vì như vậy cho nên là ngày hôm qua mà nhiều nơi đã kêu gọi thống đốc Gavin Newsom cần phải mở cửa lại các khu vui chơi giống như là Disneyland hay là Universal Studio, rồi Six Flags, Magic Mountain, tại vì những cái nơi đó mang lại cái công ăn việc làm cho nhiều người lắm. Mà bây giờ chỉ riêng ở Disneyland đã cái số lượng người bị sa thải lên đến con số rất là kinh khủng. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần quảng cáo.